Mới đây, một bé gái 15 tháng tuổi ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau đi khám bệnh phát hiện tim nằm bên phải. Đây là một trong những trường hợp hiếm gặp trong y khoa. Bé Nguyễn Ngọc Hân 15 tháng tuổi ở ấp Tân Điền Bi, xã Tạ An Khương do bị nóng, tiêu chảy nên gia đình đã đưa bé đi khám điều trị tại Đầm Rơi và Cà Mau thì phát hiện bất thường. Sau đó, gia đình đưa bé Hân đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh khám và chụp X quang khiến cả bác sĩ và gia đình người Nhi giật mình. Bởi trái tim của cháu thay vì nằm bên trái lại đặt nhầm chỗ lệch hoàn toàn sang bên phải không như những người bình thường khác. Ngoài ra tim bé chỉ có một thất cũng như hở van tim ba lá được phát hiện từ cuối tháng 10 năm 2023 đến nay và nằm lại bệnh viện gần 10 ngày. Đây là một trong những dạng bệnh lý bẩm sinh ở trẻ, rất ít gặp trong y khoa. Gia đình đang chăm sóc bé rất cẩn thận tránh không để bé khóc hay cười nhiều sẽ khiến bé mệt và khó thở. Biết được bé vậy buồn mà tại vì nó lớn nó đã nó nhỏ quá tội nghiệp nó chạy nói chung thì cũng nó cũng không được khỏe mấy nhưng mà mỗi lần chăm nó thì phải khác hơn những đứa bé khác như nó như bé khác thì khóc hay là hoạt động mà bình thường nhưng con em thì nó như mỗi lần nó khóc hay là nó cười cũng nhiều là nó sẽ bị tím tay chân môi mỏ tím hết. Hồi lúc chưa biết bệnh thì chăm sóc nó cũng như mấy đứa khác như cưng như nhỏ này nè, lớn nè. Còn khi biết nó bệnh rồi chăm sóc kỹ hơn là như không cho khóc hay là giỡn thì cũng không cho giỡn nhiều nữa. Mỗi lần thì giỡn chỉ giỡn nhiều nhưng mà giờ nó không có giỡn nó cười thì phải hạn chế lại. Cha bé Hân Anh Nguyễn Văn Nghĩa cho biết các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã cho bé về nghỉ ngơi và cho thời gian hơn 1 tháng để tiến hành mổ xử lý van tim ba lá với chi phí gần 200 triệu đồng. Hiện nay gia đình cũng gặp khó khăn không đất sản xuất, gia đình hai bên cũng không giúp được nhiều, cuộc sống hàng ngày chỉ dựa vào đồng lương đi làm sáng cuốc của anh Nghĩa nên việc để bé được mổ tim vượt ngoài khả năng của gia đình. Chị em đây. Giờ cũng em cũng đang đi làm để kiếm gom góp lại nhưng mà chưa đủ khả năng tại gia đình làm ngày nào ngày đó chứ không có đất sản xuất á. Chứ cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, em lao động chính gia đình nữa, đừng có. Cũng mong mà các mạnh thường quân với nhà hảo tâm như có thấy trường hợp con em mà em chỉ mong là như hỗ trợ đủ tiền kinh phí để mổ rồi tại vì kinh phí nó hơi cao quá. Bác sĩ người ta nói là dự trữ kinh phí là khoảng trên 100 triệu. Nghe được những nỗi lòng nhiều đêm dài thao thức của gia đình bé Hân khiến chúng tôi xót xa. Thế nhưng khi ra về, nhìn nụ cười hồn nhiên của Hân u ơ đòi cha nhưng với hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng rất mong các tấm lòng hảo tâm mạnh thường quân có thể giúp đỡ bé Nguyễn Ngọc Hân có thể thực hiện ca mổ tim và để niềm vui. Niềm hạnh phúc của bé sẽ được trọn vẹn và cũng sẽ là động lực để giúp bé Hân lại tạo nên được những kỳ tích cho chính cuộc đời của cô bé mang trái tim bên phải này.